Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Mobi City. Và gần đây mình có nhận được một comment khá là hay như thế này: mình đang muốn thay pin cho iPhone XS mà lại không biết chọn loại pin nào, giúp mình so sánh các loại pin trên thị trường với ạ. Về trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình so sánh các loại pin thay thế tại cho iPhone XS nhé. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại pin thay thế tại cho iPhone XS, nhưng mà phổ biến nhất và được người dùng đánh giá cao thì có dòng pin như là dòng pin thị trạng của Apple, và dòng pin được sản xuất ở bên thứ ba như là trên tay mình đây, là có pin Vsense, pin EU. Và cả hai loại pin này đang được nhà Mobi City tin dùng thường xuyên thay thế cho khách hàng. Vậy thì trong các loại pin trên thì nên lựa chọn loại pin nào? Kiểu khẳng định của mình chắc chắn vẫn là thay pin chính hãng của Apple, vì đây là loại pin ngon nhất và không có loại pin nào ngon hơn khi thay thế pin cho iPhone XS. Và tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì khi bạn thay thế pin chính hãng của Apple, bạn sẽ nhận được viên pin chính hãng với chất lượng cao nhất, độ tương thích gần như là hoàn hảo với iPhone của bạn. Ngoài ra bạn sẽ nhận được thông báo đây là linh kiện chính hãng. Đây là những linh kiện chính hãng sẽ đảm bảo chúng ta trong quá trình sử dụng điều mà các loại pin khác không thể làm được. Và rào cản của loại pin này là về giá, khi mà giá của nó khá đắt, để không muốn nói là cực kỳ đắt. Và loại pin thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho mọi người là pin zin bốc máy. Loại pin này cũng là loại pin chính hãng do Apple sản xuất, nhưng mà được bóc tách ra từ một chiếc iPhone khác. Do chiếc iPhone gặp những vấn đề khác với chức năng như là hỏng main hay là dính iCloud, dẫn đến tình trạng không dùng được nữa, nhưng mà pin vẫn sử dụng tốt nên được bóc tách ra để làm linh kiện thay thế. Loại pin này được người dùng khá là ưa thích vì chất lượng không khác gì so với pin chính hãng cả. Và vì mới trải qua vài lần sạc nên pin còn rất mới. Trung bình dung lượng pin sẽ rơi vào khoảng 90-95% là loại xuất hiện nhất trên thị trường. Và khoảng dung lượng pin từ 95-99% thì khá là hiếm trên thị trường. Và theo đánh giá của mình, loại pin này khá là ngon khi mà nó vượt trội hơn hẳn so với loại pin còn lại. Vì đơn giản thôi, loại pin này đã được chính hãng Apple sản xuất và đưa vào sử dụng, nên không có lý do gì để nghi ngờ chất lượng của nó cả. Giá của loại pin này tuy có rẻ hơn so với pin chính hãng, nhưng mà vẫn khá là cao so với loại pin còn lại. Và hiện nay loại pin này khá là khan hiếm trên thị trường. Và nếu như không cẩn thận, bạn rất dễ có thể mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Vậy nên nếu có nhu cầu sửa chữa hay thay thế, bạn hãy lựa chọn những cửa hàng thay thế uy tín như là Mobi City để có thể sở hữu cho mình một pin chất lượng nhé. Loại pin tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho bạn là pin Vsense. Pin Vsense là loại pin cực kỳ nổi tiếng trên thị trường, được sản xuất bởi tập đoàn Vsense. Theo mình đánh giá thì pin Vsense có lẽ là loại pin có chất lượng tốt nhất đối với dòng pin do bên thứ ba sản xuất. Vì dòng pin này được cấu tạo bởi loại pin polymer cộng cực kỳ cao cấp, có mức độ năng lượng lớn và an toàn. Điều này giúp cho việc sạc pin của bạn trở nên nhanh chóng và an toàn hơn so với loại pin thông thường. Điểm cộng cực lớn của pin Vsense là sử dụng loại pin mới 100%, không sử dụng vật liệu tái chế. Pin có chu kỳ sạc và sạc cao lên tới 800 lần, hơn đến 300 lần so với các loại pin iPhone thông thường. Pin có chu kỳ sạc và sạc cao thì pin lâu chai hơn, pin bền hơn và sử dụng lâu hơn. Pin còn được sử dụng con chip quản lý điện năng của tập đoàn Texas Instruments Hoa Kỳ. Cho ai chưa biết thì đây là con chip gốc mà Apple sử dụng nhé. Để nói về tính năng an toàn, pin được trang bị công nghệ bảo vệ 6S, tự động ngắt khi sạc đầy, chống ngắt mạch, chống quá tải, chống quá nhiệt, chống quá dòng và chống quá xả. Ngoài ra, Vsense còn có phiên bản pin dung lượng cao hay còn gọi là pin nén, là loại pin có khả năng chứa dung lượng cao hơn so với pin gốc. Loại pin này được sử dụng vật liệu cao cấp hơn, giúp tối ưu dung lượng lên tới 36%, giúp chúng ta tăng thêm thời gian sử dụng và tuổi thọ của pin được kéo dài lâu hơn. Sở hữu vô vàn những ưu điểm, nhưng mà giá thành của pin Vsense lại rẻ hơn khá nhiều so với pin chính hãng của Apple và chất lượng gần như tương đương nhau. Và tiếp theo ta sẽ đến với pin EU. Pin EU là loại pin cũng được sản xuất ở bên thứ ba và được người dùng đánh giá là một trong những loại pin tốt để thay thế cho iPhone XS. Ở thời điểm hiện tại thì pin Vsense vẫn duy trì điểm vị thế của mình trong lĩnh vực này với độ bền cao, dung lượng ổn định và tuổi thọ lâu dài. Pin EU cũng có chu kỳ sạc và sạc cao lên tới 500 lần. Tuy chu kỳ sạc còn thấp hơn so với pin Vsense nhưng mà vẫn cao hơn so với các loại pin ngoài thị trường. Được sản xuất với chất lượng cao và nghiêm ngặt, qua các bài kiểm tra thực tế chứng minh rằng pin EU là sản phẩm đáng tin cậy. Pin EU cũng được sử dụng loại pin mới 100% chính hãng và được bảo hành lên tới 12 tháng. Khả năng tương thích với thiết bị iPhone của pin EU là cực kỳ tốt khi mà nó không hề gây ra những tình trạng như pin nào hay sập nguồn. Đồng thời giá của pin EU cực kỳ hợp lý khi mà mức giá cực kỳ dễ tiếp cận và cho tất cả mọi người. Mức giá rẻ hơn so với pin Vsense và rẻ hơn nhiều so với pin Apple. Có lẽ đây là điểm mạnh nổi trội nhất mà pin EU có so với các loại pin khác. Và việc lựa chọn loại pin nào để sử dụng hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Nhưng do trình quản dư giả, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn pin chính hãng của Apple là pin zin tốc máy. Và nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí và vẫn muốn sở hữu pin chất lượng, thì hãy cân nhắc giữa pin EU và pin Vsense nhé. Và các bạn có thể quan sát bảng dưới đây để so sánh giữa các loại pin nhé. Đầu tiên là về dung lượng, thì ba loại pin trên đều có dung lượng chuẩn là 2658 mAh. Nhưng đối với pin chính hãng thì lại không có phiên bản pin dung lượng cao như là pin EU và pin Vsense. Chu kỳ sạc và sạc của pin chính hãng và pin EU là 500 lần. Còn đối với pin Vsense có chu kỳ sạc và sạc lớn nhất lên tới 800 lần. Pin chính hãng và pin Vsense đều sử dụng loại pin lipo cao cấp, trong khi đó pin EU chỉ được sử dụng loại pin lithium. Có thể thấy rằng giá của pin chính hãng cao hơn rất nhiều so với loại pin còn lại, lên tới 1.700.000, trong khi pin Vsense chỉ có 450k và pin EU chỉ có 350k. Ngoài ra cả ba loại pin trên đều hỗ trợ tính năng sạc nhanh. Và video của mình đến đây là kết thúc.
Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một subscribe nha.